vị và các bạn. Triệu Lộ Tư nhợt nhạt kém sắc, bị cam thường diễm vi đùa thê thảm cảnh bạn gái Lộc Hàm ở lễ đóng máy phim mới. Triệu Lộ Tư vừa hoàn thành một phim nữa nhưng sao dáng vẻ lại tiều tụy, xuống sắc thế này. Sau nhiều ngày quay vất vả, dự án phim Đặc biệt ngõ nhỏ đã chính thức đóng máy vào tối ngày 12 tháng 9. Có mặt tại buổi lễ không thể thiếu gương mặt của ba nữ chính sáng giá, Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tịnh và Quang Hiểu Đồng. Tuy không đứng cạnh nhau nhưng nhan sắc của mỗi người đều được dân mạng để ý và bàn tán. Trong đó Triệu Lộ Tư gây bất ngờ khi lộ tình trạng mệt mỏi, xuống sắc. Triệu Lộ Tư hoàn thành bộ phim tiếp theo với dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Có lẽ vì phải gia nhập quá nhiều đoàn phim một lúc mà Triệu Lộ Tư không thể giấu được vẻ mệt mỏi. Dù vẫn nở nụ cười công nghiệp thường thấy nhưng nước da, ánh mắt và thân hình gầy gò đã ngầm tố cáo tình trạng hiện tại của Triệu Lộ Tư. Thậm chí khi đã tháo make up, ngôi sao thả thí thiên hạ vẫn bị lu mờ trước Thái Văn Tịnh và Quang Hiểu Đồng. Triệu Lộ Tư lộ dáng vẻ mệt mỏi, nước da đen sạm ở lễ đóng máy ngõ nhỏ. Quang Hiểu Đồng ghi điểm với mặt một khỏe khoắn. Thái Văn Tịnh cũng vô cùng xinh đẹp giữa trời đêm. Trong ngõ nhỏ, Triệu Lộ Tư, Thái Văn Tịnh và Quang Hiểu Đồng là thành viên trong một gia đình ba thế hệ. Triệu Lộ Tư là thế hệ đầu, có cốt truyện ở thập niên 1950. Tiếp theo là Thái Văn Tịnh ở bối cảnh thập niên 1980. Sau cùng, đời cháu Quang Hiểu Đồng sẽ diễn ra ở bối cảnh hiện tại. Thông qua những cột mốc thời gian khác nhau, ngõ nhỏ sẽ cho khán giả thấy được hình ảnh phụ nữ thay đổi thế nào, có cuộc sống và lý tưởng ra sao khi đối mặt với từng biến cố xã hội tương ứng. Đồng hành với dàn sao nữ xinh đẹp còn có một số diễn viên nam nổi tiếng như Hồ Minh Hạo, Lâm Nhất. Lâm Nhất là một trong những sao nam tham gia dự án ngõ nhỏ, kể về ba đời phụ nữ trong một gia đình. Hiện tại ngõ nhỏ vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức. Bà ngoại Triệu Lộ Tư trẻ đẹp ăn đứt con cháu, cười công nghiệp một mình làm dân tình gái mắt ở phim mới. Triệu Lộ Tư đỏ sắc cùng bạn gái Lộc Hàm và một mỹ nhân nữa trong phim mới, kể về ba thế hệ phụ nữ. Vào ngày 16 tháng 10, ekip ngõ nhỏ để chính thức tung ra poster dàn nhân vật rất được mong chờ, gây chú ý hơn cả chính nhan sắc của bộ ba bà, mẹ, cháu được thể hiện bởi những mỹ nhân đình đám xứ Trung. Tuy nhiên có vẻ như bà ngoại lại tươi trẻ ăn đứt con cháu rồi đây. Liệu Triệu Lộ Tư có thành công áp vi dùa dàn con cháu trong phim? Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai người bà thuộc thế hệ đầu tiên của gia đình, đứng cạnh con gái, Thái Văn Tịnh và cháu gái, Quang Hiểu Đồng. Triệu Lộ Tư rõ ràng thắng thế về nét thanh xuân và rạng rỡ. Thậm chí một số khán giả cho rằng Thái Văn Tịnh trông khá dự khi đứng cạnh hai cô nàng ghen ghét của làng phim Hoa Ngữ. Triệu Lộ Tư xinh như nữ sinh, Quang Hiểu Đồng trưởng thành. Thái Văn Tịnh vẫn đẹp nhưng lại khá dự so với hai bạn diễn trẻ tuổi. Tuy nhiên vẫn có một điểm khiến cộng đồng mạng không yên lòng về loạt poster của ngõ nhỏ. Trong hình Triệu Lộ Tư vẫn nở nụ cười công nghiệp thường thấy, mà đáng nói là chẳng ai khác trong dàn nhân vật nở nụ cười. Có lẽ nhờ concept lệch tông cả đoàn mà Triệu Lộ Tư thành công gây chú ý hơn hẳn bạn diễn, thế nhưng vẫn khiến không ít netizen khó chịu và chán ngán. Triệu Lộ Tư lén cả đoàn phim cười công nghiệp, giành hết spotlight. Ngõ nhỏ kể về ba câu chuyện thuộc ba thời đại khác nhau, xoáy sâu vào hành trình khám phá và phát triển bản thân của người phụ nữ ở từng thời kỳ. Phim đã đóng máy vào giữa tháng 9 và chưa có lịch lên sóng chính thức. Bà ngoại Triệu Lộ Tư trẻ đẹp ăn đứt con cháu, cửa công nghiệp một mình làm dân tình gái mắt ở phim mới. Mến chào quý vị và các bạn. Triệu Lộ Tư đỏ sắc cùng bạn gái Lộc Hàm và một mỹ nhân nữa trong phim mới, kể về ba thế hệ phụ nữ. Vào ngày 16 tháng 10, ekip ngõ nhỏ để chính thức tung ra poster dàn nhân vật rất được mong chờ, gây chú ý hơn cả chính nhan sắc của bộ ba bà, mẹ, cháu được thể hiện bởi những mỹ nhân đình đám xứ Trung. Tuy nhiên có vẻ như bà ngoại lại tươi trẻ ăn đứt con cháu rồi đây. Liệu Triệu Lộ Tư có thành công áp vi dùa dàn con cháu trong phim? Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai người bà thuộc thế hệ đầu tiên của gia đình, đứng cạnh con gái, Thái Văn Tịnh và cháu gái, Quang Hiểu Đồng. Triệu Lộ Tư rõ ràng thắng thế về nét thanh xuân và rạng rỡ. Thậm chí một số khán giả cho rằng Thái Văn Tịnh trông khá dự khi đứng cạnh hai cô nàng ghen ghét của làng phim Hoa Ngữ. Triệu Lộ Tư xinh như nữ sinh, Quang Hiểu Đồng trưởng thành. Thái Văn Tịnh vẫn đẹp nhưng lại khá dự so với hai bạn diễn trẻ tuổi. Tuy nhiên vẫn có một điểm khiến cộng đồng mạng không yên lòng về loạt poster của ngõ nhỏ. Trong hình Triệu Lộ Tư vẫn nở nụ cười công nghiệp thường thấy, mà đáng nói là chẳng ai khác trong dàn nhân vật nở nụ cười. Có lẽ nhờ concept lệch tông cả đoàn mà Triệu Lộ Tư thành công gây chú ý hơn hẳn bạn diễn, thế nhưng vẫn khiến không ít netizen khó chịu và chán ngán. Triệu Lộ Tư lén cả đoàn phim cười công nghiệp, giành hết spotlight.
ngõ nhỏ kể về ba câu chuyện thuộc ba thời đại khác nhau, xoáy sâu vào hành trình khám phá và phát triển bản thân của người phụ nữ ở từng thời kỳ. Phim đã đóng máy vào giữa tháng 9 và chưa có lịch lên sóng chính thức. Bà ngoại Triệu Lộ Tư trẻ đẹp ăn đứt con cháu. Cơ công nghiệp một mình làm dân tình gai mắt ở phim mới Triệu Lộ Tư đỏ sắc cùng bạn gái Lộc Hàm và một mỹ nhân nữa trong phim mới kể về.